Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Uầy, bắn ghê vậy em. À đây à, úi dồi ôi em ơi. Ok, như vậy là Kẹo đã có được mạng đầu tiên ở trong cái ván đấu này. Nữa hả, uầy em ơi, bắn ghê vậy. Anh lại sợ chú quá cơ kia rồi nha em ơi. Nó ngay kia rồi, cái đậu xanh em ơi. Uầy, căng vậy căng vậy. Căng quá nhỉ anh em. Thằng này nó lại làm tôi có cảm giác sợ đấy. Ok ok, còn máu cái đã. Cái gì thì cũng phải từ từ. Mà từ từ thì khoai mới như được anh em ơi. Kìa kìa, đẩy xuống ăn anh hả. À thằng này hay nhỉ em ơi. Uầy, gắt vãi trưởng anh em ạ. Gắt vãi trưởng này. Đậu xanh, uầy, căng thật. Kẹo còn lại có 10 máu thôi. À thiên nhiên, ở trên tảng đá cả, đẩy lên luôn. Sơi nó luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, ghê vậy. Không sao cả, hiện tại thì kẹo vẫn còn tận 7 máu cơ. Nói chung là ngày hôm nay là kẹo chơi nhân vật Hazato, nên là chơi nó rất là trâu chó. Càng mất thêm máu ấy thì như kiểu là cái lượng sát thương của kẹo sẽ tăng lên luôn mà. Nhưng mà công nhận là sợ thật, mình sẽ lút đột cái đã. Mới vào đầu trận thôi mà các ông lại cứ làm như tình huống nó lại căng thẳng quá cơ. Đây, có rất là nhiều đồ ngon nhé mọi người. À, nhưng mà tự nhiên lại không thấy đâu nha em ơi. À đâu, nó chỉ là cái lỗi hiển thị mà thôi. Đấy, anh em thấy chưa ạ? À, hiện tại thì kẹo rất là thích mang cái huy hiệu thợ săn vào trong trận đấu. Các bạn là khi mà anh em giết được mạng đầu tiên, anh em sẽ có được rất là nhiều những cái trang bị ngon nhá. Uầy, cơ bản là lút đồ nó lại hơi bị khó anh em ơi. Vì là ở đây nó là ngay cái sườn núi này. Thế nên là anh em mà giết cả địch thì nó nằm luôn cái hòm xác ở trong cái sườn núi luôn. Thế nên là cái việc mà lút đồ vô cùng là khó khăn. Nhưng mà không sao cả, hiện tại thì kẹo đã lút full 95% ba lô rồi anh em ơi. Quan trọng là chúng ta sẽ phải kiếm thật nhiều kill ở trong cái ván đấu này. Ngoài này thì sao nhỉ, ngoài này nó đang rất là vàng nhá. Từ từ rồi là chúng ta sẽ cố gắng kiếm thêm thật là nhiều mạng nha anh em. Bên này thì sao? Wow, bên này không có một ai cả. Vào hôm nay thì anh em hãy cùng theo chân chú Hề, chúng ta sẽ cùng kiếm thêm mạng nào. Chân này anh em nghĩ là có ai hay không? Riêng tôi là tôi chưa thấy ai cả. Wow, có vẻ như là giống người trong nhà. Vậy không vậy? Không phải anh em ơi. Như vậy là kẹo vừa nhìn nhầm rồi nha. Wow, khu vực này cũng đang rất là vắng ạ. Chạy nhưng mà đã thấy ai đâu. Thế nên là kẹo sẽ chạy lên phía trên coi. Úi dồi ôi, chưa thấy ai cả. Đi săn người mà lại không thấy người để săn. Mệt mỏi quá cơ. Không sao, hiện tại thì kẹo đã có được cái combo súng đó là FAMAS cộng với MP40. Một cái combo súng như kiểu là leo rank hết sức là dễ dàng nha mọi người. Uầy, ở đây không có một ai cả. Ba lô ba, nhưng mà kẹo đã có ba lô ba từ lúc nào rồi cơ. Thế nên là bây giờ kẹo đâu có cần thêm một cái ba lô ba nữa. Mỗi tội là giáp ba của kẹo bây giờ hiện tại đang khá là nát. Nên là chúng ta nếu mà cố gắng kiếm được luôn một cái giáp mới hoặc là một cái nâng giáp thì cũng khá là ổn nha. Bên này, wow, lại có thêm được trục thương và mình đã có được 6 trục thương ở trong cái ván đấu này. Như này mình nghĩ là chúng ta dùng sẽ khá là ổn. Wow, có xe máy này. Lên xe máy và chạy luôn. Ok ok. Và các bạn có thể thấy được rằng trong cái ván đấu này còn lại 14 người chơi nữa. Đây, chúng ta hãy cùng đi săn mạng nào. Ở phía này đó chính là phía làng gốm nha anh em. Và thật sự là kẻo vẫn chưa thấy ai cả, không sao. Uầy, anh em đã nhìn thấy được chưa ạ? Những cái thính đã rơi xuống rồi nha em ơi. Có lẽ là bây giờ kẻo sẽ đi lượm thính thôi. Lượm thính thì chúng ta sẽ có được khá là nhiều những cái trang bị ngon và giúp anh em leo top cao hơn và dễ dàng hơn. Đấy, chạy lên trên này. Chúng ta đang đến rất là gần với cái hòm thính đầu tiên rồi nha anh em ơi. Không biết là cả hai cái nguồn sáng này có phải là thính hay không nữa, hay là một thính một xe vậy. Để coi. Wow, đây là thính nha các bạn ơi.
Ui, lút đồ nhanh vào luôn. Ngon. Thế là cả đã có ngay được một cái giáp chống nổ mới này, quá đã. M219 thì mình lại không có chơi quen tay nên là mình không lượm nha. Ồ, bên dưới là xe, không phải là thính. Thế mà cái áo cứ tưởng là thính cơ. Đổi xe luôn nhỉ anh em ơi. Chiếc xe Montechuk này chạy nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều so với khi mà kẹo chạy xe máy cơ. Chạy xe máy kẻ địch ta bắn cho SML thì lại hỏi là tại sao mình lại đai. Wow, phía trên thằng nào đang bắn chúng vậy? À, ở đây à, áo cam à, áo cam à. Úi dồi ôi, né xe hả em ơi. Né xe hả, nhưng mà bạn đã bị headshot bởi MP40 rồi nha. Tránh vỏ dừa nhưng lại gặp phải vỏ dừa. Rất là chia buồn với thanh niên này nhé. Ok. Đây, hiện tại thì kẹo vẫn đang để nóng hài trong ba lô nha. Nếu như mà bị lộ vị trí hoặc là trong những cái trường hợp cần thiết thì kẹo sẽ thay thế nòng giảm thanh bằng nòng súng 2 nhá. Để tăng cái lượng sát thương cho súng, anh em có thể là hạ gục kẻ địch một cách dễ dàng hơn. Đó, và chúng ta hãy cùng lên phía trên này coi nào. Còn lại có 13 người chơi nữa mà thôi. Cố lên và chúng ta sẽ cùng kiếm lấy một trận top 1 nào. Phía trên này là cái thính mình vừa lượm. À, bên phía tay trái này có người nha. Ui em ơi, bắn gì vậy hả em ơi? Úi dồi ôi em ơi. Em ơi, tự nhiên lại đứng yên cho anh tông vậy. Ok. Đây chính là mạng đầu tiên mà kẹo tông được bằng chiếc xe Montechuk này. Lúc nãy là cũng định tông người nhưng mà nó lại kiểu như là né được. Thế nên là thôi, không ăn được mạng bằng cách là tông xe. Còn lại mình một cái chiếc nữa. Anh em hãy cùng đón xem là kẹo sẽ dùng con xe Montechuk này tông được mấy mạng nữa nha. À đây, đây. Thêm một đứa nữa đang chạy này. Ui, hai đứa cơ à? Gắt à nha. Úi dồi ôi, một tông này nữa hả em ơi. Úi dồi ôi, một tông nữa này. Như vậy là kẹo đã tông được 3 mạng liên tiếp bằng chiếc xe Montechuk rồi nha anh em. À, phía dưới có người. Chạy xuống luôn. Xem là anh có tông được chú bằng chiếc xe Montechuk này không nhỉ. Ồ, chưa thấy nó mọi người ạ. Ăn lựu đạn không em ơi. Tôi nghĩ là nó trên căn nhà Doraemon. Phải không vậy? Hình như là không phải. Như vậy là kẹo nhầm rồi các bạn ạ. Người đâu? Ui, bắn súng bắn tỉa cả, ghê vậy. À, thanh niên thứ tư đây rồi. Úi dồi ôi, mạng thứ tư kẹo tôi được bằng chiếc xe Montechuk nhé. Ok ok, nút đồ nhanh cái đã. À mà kẹo quên mất anh em ơi. Các bạn hiện tại thì cái lượng ba lô của mình nó đã full, đó là 97%, nên là mình cũng chẳng lượm được thêm nhiều đồ nữa. Chạy xuống phía dưới cái coi nào. Wow, chưa thấy một ai cả. Ok, và chỉ còn lại có 6 người chơi nữa ở trong cạnh ván đấu này mà thôi. Người đâu cả rồi anh em ơi. Mình sẽ cứ lượn lờ và chạy xung quanh coi. Anh em yên tâm, chúng ta sẽ sớm thấy được những thanh niên ở trong cạnh ván đấu này nhé. Đây rồi anh em ơi, và tông được mạng thứ 5 liên tiếp bằng chiếc xe Montechuk. Anh em thấy đỉnh không ạ? Wow, kỷ lục. Ok, lên xe và chạy tiếp thứ nào anh em ơi. Chúng ta hãy cùng tìm kiếm thanh niên thứ 6 nha. Thanh niên thứ 6 đâu rồi vậy? Wow, như vậy là chỉ còn lại có 4 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Tích cực săn mạng nào mọi người. Ơ, mình nghe thấy tiếng chân, hình như là nó ở mấy căn nhà phía sau ấy. Thôi kệ nó đi, chúng ta là đi thẳng tiến chứ còn là không đi thẳng lùi nha. Đó, mình sẽ lượn qua xưởng cơ khí một xíu này. Wow, tự nhiên lại có con xe máy ngáng đường. Đây, chạy qua khu này. Có ai ở đây không vậy? Kẹo chưa thấy ai cả. Wow, sau đây anh em là mình vừa nhấn lộn vào nút cài đặt đấy, thế nên là nó lại bị khựng hình một xíu nha anh em. Ơ, what the hell? À, thính đấy rồi. Lút thính nào các bạn ơi. Đây, nhảy xuống và lút thính luôn. Ok, phóng liệu M19. Trận này thì kẹo sẽ chơi phóng liệu luôn nha mọi người. Ok, sẵn sàng chiến đấu. Đã cầm sẵn sàng trên tay khẩu súng M79. Và cơ bản là thằng nào mà chạy đến gần thì mình sẽ cho nó ăn đạn phóng liệu luôn. Ôi, bên trên có hai đứa à? Quay lại đầu xe lên phía trên. Thôi xong, các bạn sanh mộ với kẹo rồi nha. Wow, thanh niên thứ 6 này. Úi dồi ôi em ơi. Úi dồi ôi, dính ngay bánh xe. Thế là kẹo đã tông được 6 mạng bằng chiếc xe Montechuk rồi nha. 6 mạng liên tiếp nhé các bạn. Phía trên này, à kia. Ui em ơi, sao lại đứng trong nhà như vậy?
Sao lại thẩm du ở trong nhà như vậy? Ui, không hiểu sao bạn này có cả áo da mà vẫn thẩm du trong nhà. Như này thì kẹo chịu rồi. Thanh niên chơi ngáo cơ mà. Rất là chia buồn với bạn đã phải rời khỏi trận đấu này nhá. Đây và còn lại hai người chơi nữa. Ui, bạn anh cả. Ăn đạn phóng ngự nha em ơi. Ui trời ơi, và lên bảng đếm số luôn ạ. Đây ok, chỉ còn lại có một thằng cuối cùng nữa ở trong cái ván đấu này. Mình thì vẫn còn là một viên đạn phóng lựu nữa cơ. Thế nào mà chạy lại gần là cho ăn nốt viên đạn phóng lựu này luôn. Ok, lút đồ nhanh và để coi nào. Hiện tại bao lâu kẹo đã full đó là 99%. Đó, gắt chưa anh em ơi? Có nghĩa là gần full rồi chứ. Ok ok, vứt bớt mà trang bị thừa đi. Thì bao lâu nó chỉ còn lại là full 95%. Nào người đâu? Người đâu rồi? Phía trên này có không vậy? Wow, phía trên này kẹo chưa thấy người này. UAV cũng không có này. Thế là thằng cuối đang ở đâu rồi nha em ơi? Lượn lờ qua phía này coi. À đây à? Úi dồi ôi, gốc cây này hả em ơi? Ăn đạn mà bị chính nha em ơi. Úi dồi ôi, một viên phóng lựu và ra đi. Lên bảng đếm số luôn nhá. Đó, bật ngay vào lại ăn mừng nào nha em ơi. Chúng ta hãy chuẩn bị quẩy nào. Yeah, yeah, yeah. Thế là kẹo đã được top 1 rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.